Thưa quý vị và các bạn, 90 năm trước, vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến chưa có trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thiết lập quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 90 năm đã đi qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang lãnh đạo đất nước ta đi qua một chặng đường với biết bao nhiêu thành tựu lớn lao. Còn với nhiều nông dân thì những ký ức về công lao mà Đảng, Bác Hồ mang lại tự do, mang lại ruộng đất cho nông dân Việt Nam thì vẫn còn nguyên vẹn. Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng với những người nông dân như ông Mậu, ký ức đã từng sống trong những thời khắc lịch sử của dân tộc thì vẫn còn như ngày hôm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu nông dân Việt Nam như ông, từ chỗ không một tấc đất cắm rủi, họ đã trở thành chủ đồng ruộng. Và nhất là cụ kêu gọi, làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ đến cái chuyện dành lại ruộng cấy trâu cày cho nông dân. Phát huy sức dân, tăng gia sản xuất, phát hoang ruộng đồng sau nhiều năm bị bỏ bê, dần hình thành cho chính sách dân cày có ruộng của Đảng sau này. Nếu như trước cách mạng, ruộng đồng khắp miền Bắc hoang tàn, thì chỉ sau một năm, mùng 2 tháng 9 năm 1946, trên khắp đồng ruộng miền Bắc đã có ô thửa rõ ràng. Nông dân đã có lương thực tự túc, chấm dứt nạn đói khủng khiếp đã xảy ra trước đó và tạo tiềm lực cho kháng chiến sau này. Lúc bây giờ đồng ý là thiếu nhi cũng được cầm ngoay như vậy, cờ đuôi nheo là theo mẹ là coi như vậy, bố tôi mất sớm. Theo mẹ là coi như vậy là đi nhận ruộng ấy. Được coi như vậy là ruộng đất là coi như vậy là nhà nước chia cho mình, tự tay mình coi như vậy là để mà làm ăn xây dựng cái cuộc sống, không phải lột cho ai, chỉ có coi như vậy là với nhà nước mình làm nghĩa vụ. Đấy là cái cuộc sống là coi như vậy là đổi đời. Đất nước giành độc lập, người nông dân có ruộng cấy trâu cày, cải cách ruộng đất là chủ trương đúng đắn tiếp theo được Đảng triển khai. Lấy khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc. Ngày nay, Đảng và nhà nước ta vẫn luôn nhất quán mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải làm sao không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Là 70% là nông dân. Nếu mà 70% này họ no ấm, họ có ruộng cày, rồi họ có cuộc sống no ấm, có cuộc sống hạnh phúc và thực hiện cái quyền làm chủ, người chủ thể ở nông thôn thì còn hạnh phúc đâu bằng. Đấy là một cái cuộc cách mạng lớn lắm. Và đấy là một cái động lực về mặt kinh tế, về mặt xã hội, theo tôi cả chính trị nữa, rất là lớn. Và nó làm thay đổi cái nông thôn của chúng ta. Chúng ta có thể khẳng định rằng là cái vai trò của giai cấp nông dân không bao giờ giảm đi, mà nó luôn được tăng cường để phù hợp với cái nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn của cách mạng nước ta. Một mùa xuân mới lại về, nhưng với ông Quyên là những người nông dân được làm chủ ruộng đồng từ những ngày đầu độc lập thì vẫn trăn trở phải làm sao để con cháu họ gắn bó yêu thương tấc đất, tấc ruộng như cha ông họ hơn 70 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một quốc gia đói nghèo, Việt Nam giờ đã trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới với nhiều mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao, đồng thời cũng đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn. Ngày càng xuất hiện nhiều những nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản để nâng cao giá trị. Nông dân hiện nay rất nhạy bén, hội nhập để phát triển bền vững, sáng tạo, năng động trên cái con đường đổi mới của tỉnh cũng như của đất nước. Rất là đoàn kết, năng động và sáng tạo để tạo ra những cái giá trị hàng hóa một cách có hiệu quả nhất. Từ giai đoạn trước, sau khi làm chủ ruộng đất, nông dân cả nước đã đẩy năng suất lúa lên cao kỷ lục và trở thành hình mẫu, niềm mơ ước của rất nhiều nông dân các quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Ngày nay, nông dân chuyển mình, thay đổi tư duy sản xuất, họ đã biết áp dụng khoa học công nghệ để giảm công lao động và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đem lại giá trị kinh tế. Với diện tích 1.000 m2,
ông Nguyễn Văn Gom đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống nhà màng để trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động theo công nghệ Israel, bằng phương pháp này, ông Gom đã kết hợp hòa sẵn phân bón hữu cơ vào trong nước. Cách tiến này đáp ứng tốt cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây và ít tốn công lao động. Là nó giảm tối thiểu về sâu bệnh, cái chi phí nó thấp, cái lợi nhuận nó mới cao được. Còn nếu mà trồng ở ngoài, cũng trồng như trồng giá thể như vậy thì ở ngoài không có thu hoạch được. Là tại vì côn trùng nó tấn công với nấm bệnh này kia, nó tấn công là không có thu được. Ông Gom chỉ là đại diện cho hàng triệu hộ nông dân trên khắp cả nước đang thay đổi tư duy sản xuất, năng động sáng tạo để hội nhập vào nền kinh tế mới, nền kinh tế thị trường. Mục tiêu mà nghị quyết 26 về nông nghiệp nông dân giao thông đã ra là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn ngang bằng với các nước trong khu vực và quốc tế, chúng ta sẽ thực hiện được. Và như vậy thì không nghi ngờ gì cái vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong thời kỳ hiện nay. Theo báo cáo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn đã tăng từ 75,8 triệu đồng một năm năm 2012 lên khoảng 130 triệu đồng một năm năm 2017, cao gấp 3,5 lần so với năm 2008, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2020. Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp, kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, từ đó giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên. Việc hình thành hợp tác xã, tổ chức sản xuất trong nông nghiệp